Dạ. Cái gì? Sao vậy? Bóng tóc của cái em cái đó là bóng tóc là cạo đầu mày. Bóng tóc đẹp gì? Trời. Đấy. Cái gì tập thành rồi để tiếng nó kia xong à. Để chưa? Tóc tốt rồi, còn bán ra tiền nữa. Cái này nó uống vào nó nguội nó cứng.
Cái gì? Đẹp xong ăn cơm đẹp gì đâu. Đẹp là không cần ăn cơm. Ăn cơm luôn. Chưa mở rồi.
là trước kia người ta vào đây nó nói chuyện chị chẳng hiểu gì. Đấy, ta ta lúc nó nói chị là nó sẽ nói là nó đi gì? Không, không, nó đi như đồng luôn. Chị nó tao biết. Chị cho ta chị không hiểu đi. Thế nào bắt đầu là nó nói nó chỉ đầu đó, cái nhà chị đầu đó thì chị hỏi đó là uống hay quý. Cái là nó đưa chị hình, ý là uống vậy đó. Mà người sẽ tiêm đi, nhiều người biết tiếng kinh lắm mà. Không, nhưng ba con bé này nó biết à? Từ trên dưới luôn à. Tiêm như mọi luôn mà. Mặc cứ nào đó, họ có đi ngủ, hết ngủ. Chị, tại vì mấy cái người đó lông mi đẹp lắm. Trời ơi, nó là trên mày, cái lông mi nó đi ngủ nha. Đúng rồi. Hàng lông mi là liền luôn. Người nó còn lông không à? Cái hình người tình lông hả? Trời ơi, nó đòi tóc trắng, sao chị dám tóc nó? Sao trắng nổi em? Nó chỉ có một tóc trắng của chị á. Ý là nó kêu là tóc. Sao hoa người đi tóc đó? Chị dơ tay vô. Chị, con nó biết nó tiếng Việt á. Nó nói với mình là nó nói tiếng Việt của nó. Còn nó nói tiếng Việt của nó luôn. Nhưng mà nó cứ nói xong rồi, nó nói chuyện với nó là nó tiếng đó. Chị thấy ba đứa mà nó cứ ngồi nhìn nhau bắt đầu đó. Chị nhìn mình cứ cười lại không ạ? Mình chẳng hiểu nó cười cái gì. Thế thì trắng quá, ok. Anh ạ, cũng trắng quá, nó trắng hơn đó. Mà phải đen cái gì á. Ok. Mà mình chẳng hiểu nó nói gì cũng cả. Coi như mình biết rồi. Nó cứ cười nhau mà. Ba đứa uống ba cái đầu. Trời ơi, anh nghĩ sao? Hơi khô với nhà, nó sẽ đi nó vào nó chạy không hả? Ghê. Đánh điều không biết, không có tiền. Chị dơ, dơ nó ngón tay lên, chị nó được nhiều. Chị biết ra là vậy á. Chị nghĩ năm chị nó nói sao không? Nhưng mãi sau khi mà mình... Khi mà tính tiền xong nó ba nó ra ngoài nó không tiền nhau. Có chuyện không nhỉ? Hả? Kìa. Nó ra ngoài nó tính tiền nhau. À, nó trả vờ đó. Yeah. Ừ. Trả vờ xem thái độ của mình, thái độ đối xử như nào á. Nếu mà nó thì... Nó tính không? Ừ, nó mà mình nói xấu nó biết. Ý là nó trở vào đấy để mình xem mình nói xấu nó không á. Bắt đầu là mình hỏi nó mẹ trong có chuyện ba đứa nó ngồi làm á, nó làm từ sáng tới chiều về. Nó làm từ sáng tới chiều nó về. Bắt đầu là đứa này tham cái đó ấy, dạ con, đứa này cái nó sao bụng, ba đứa nhìn nhau cười. Mình thấy chị ở đây chị có đồ ăn đâu nha. Có cái việc ở đây chị có ăn, chị có trái cây. Mang một tô bọn ta ba đứa chắc lắm không? Con này nhìn con kia thôi mà. Đầu mày màu nhiều hơn đầu tao. Thì tôi rồi. Sao? Thì ra nó biết nói tiếng Việt. Chiêu. Chiêu đỉnh. Ê mày, con cái tên là mến. Con tên bé, con tên Nguyên. Biết sao chị biết không? Đáng lẽ chị không có biết đâu. Chị sẽ tóc cho nó, chị vô tình chị thấy nó đi nó chat Zalo với thằng kia. Thằng kia ý là mình không biết, biết là nó là bé nào. À, mình thấy thằng kia nó đi nó nhắn là mến, nó ghi men á, thì mình nói là mến thôi. Men có bồ chưa thì nó ghi chữ P với chữ O. Con này chút xíu nữa, con này nó nhắn lại, nó nhắn lại gì? Là sao? Thằng kia nó ghi chữ M, có bồ chưa? Con này nhắn, con này kia. Mày là mày có đồ bò thì có. Mình gọi cho nó, đi là nó nhắn có bồ chưa? Thank you.
chị vô đó mà thấy con đứa con bé này nó mệt nhạt, nó thuốc mình. Bé, cắt điện thoại 20 phút thì được nha. Cái nào 20 phút mà chị ơi, đúng rồi. Đây là 12 giờ thì thay là 20. Bạn đi uống mì chị, được không? 20 phút. Bạn ngủ. Vui nhỉ. Để con được ăn nè, sướng quá. Yeah.
thích đẩy được không? Lãi suất nha. Thank you.